Ngoài tam thất dạng bột, dạng củ và dạng nụ ra thì bên mình hiện tại còn có cả dạng viên nữa. Thì mỗi một hộp viên như thế này là có trọng lượng là 500 g và giá thành là 200 000 đồng cho một hộp. Viên tam thất này thì chúng ta sẽ sử dụng từ 7 cho tới 10 viên một ngày và một ngày chúng ta sẽ chia làm hai lần. Mỗi một lần thì chúng ta sẽ sử dụng sau khi ăn khoảng tầm 15 phút và mỗi một hộp này thì sẽ dao động khoảng 400 đến 500 viên nghĩa là một hộp thì chúng ta sẽ sử dụng được hơn một tháng thành phần sẽ gồm tam thất ngưu tất và mật ong cùng một vài các loại dược liệu khác nữa. Viên tam thất này giúp cô chú anh chị tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị ung thư và đặc biệt là tăng cường đề kháng cho người mới ốm dậy và những người chủ nữ sau sinh thì chúng ta sử dụng cái này cũng rất là tốt. Nó giúp cầm máu và nâng cao thể lực. Viên tam thất này thì bên mình sẽ đóng mỗi một hộp là 500g và khi mà cô chú anh chị sử dụng thì chúng ta sẽ mở nắp hộp ra sau đó thì chúng ta lấy viên và khi bảo quản thì chúng ta nên để ở nơi khô ráo thoáng mát và chúng ta bảo quản được rất là lâu. Cái hạn sử dụng này thì được rất là dài. Cái này được tẩm mật ong và vo thành viên thì cô chú anh chị lấy về mỗi một lần thì chúng ta sử dụng khoảng tầm 5 viên cho tới 6 viên và chúng ta uống trực tiếp cùng với nước công dụng tốt cách thức bảo quản dễ dàng, dễ dàng sử dụng và giá thành hợp lý chỉ có 200 000 đồng cho một hộp viên tam thất như thế này. Thì cô chú anh chị có nhu cầu về cái viên tam thất thì cứ liên lạc với mình theo số điện thoại mình có để trên màn hình 0971 85 8882. Số điện thoại đó mình có Zalo luôn thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin theo Zalo. Mình có để một cái link sản phẩm ở bên dưới thì cô chú anh chị có thể vào trong trang web để xem rất nhiều các cái sản phẩm ở bên mình và giá cả cũng như là thông tin chi tiết liên hệ thì mình cũng có để ở dưới phần mô tả luôn thì cái ngày khi mà cô chú anh chị xem cái video nào của mình á thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần xem thêm để xem ngày để xem các cái sản phẩm đó mình đăng lên ngày nào và khi mà cô chú anh chị đặt hàng thì mình sẽ báo giá cụ thể khi mà vào cái thời điểm đó tại vì cái giá nó sẽ dao động tùy từng mặt hàng